and the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just alone, I just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon, oh, should turmoil and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Một cái thùng thanh lý đồ hơi. Rất là nhiều sản phẩm đồ hơi. Và cái thùng này báo giá cho các bạn trước khi mình công bố luôn ha. Cái thùng này nó có khoảng tầm 7 đến 8 sản phẩm trong đây. Và tất cả những cái sản phẩm trong đây đều trong tình trạng sử dụng tốt. Trong tình trạng sử dụng tốt, không có bị lỗi gì hết nha. Tức là cắm hơi vào là đều sử dụng được. Tuy nhiên có một số cái chi tiết gì đấy thì chúng ta bổ sung trong quá trình sử dụng, nó ngoại vi thì nó không liên quan. Còn về các cái cơ cấu đã test kiểm tra thì đều sử dụng tốt. Và giá giao lưu cho cái thùng đồ hơi này là 2.600.000. 2.600.000. Chúng ta có 7 đến 8 cái sản phẩm đồ hơi đều sử dụng tốt rồi. Thì trung bình nó khoảng tầm 300.000 qua 400.000 món thôi. Rất là rẻ, rất là rẻ. Thời giá phải nói là siêu rẻ, thanh lý siêu rẻ rồi ha. Hàng bao sóng mà giá của nó là giá còn rẻ hơn hàng bãi các bạn đi mua nữa. Rồi chúng ta bắt đầu khám phá trong cái thùng này nó có gì nha. 2.600.000. 2.600.000. Này, bỏ cái này qua một bên. Đầu tiên là chúng ta có một cặp đánh bát đến từ Shinano. Một cặp bát khoảng 1,5 tấc các bạn, 1,5 tấc 6 gì đó ha. Ok, sống hết nha các bạn ha, sống hết ha, chỉnh áp chỉnh đồ đây hết nè, có chỉnh áp chỉnh đồ từ lưa hết, thích hợp cho các bạn nào chúng ta làm gara sửa chữa gì đó ha. Cò vặn nha, Nitto nè, tôi rất là kinh khủng, rất là bạo lực. Tua là 10.000 vòng 1 phút, con này 1,8 tấc nha. 10.000 vòng 1 phút các bạn, 10 vòng phút. Cây này là đánh bát vừa xoay vừa rung ha, vừa xoay vừa rung. Cây này của Mỹ các bạn, cây này của Mỹ. Hình thức nó xấu xấu thôi nhưng mà kết cấu nó ngon, mà kết cấu nó ngon, vừa xoay vừa rung ha. Trớn rất là đã luôn. Cái này các bạn về chúng ta đánh bass mài những cái vị trí mặt phẳng vậy đó, rất là ngon các bạn. Tại vì nó vừa xoay vừa rung, nó thao tác như cái tay thật của mình vậy đó ha, vừa xoay vừa rung, nó có điểm tì. Chúng ta tì vào. Nó có cái gối trao lệch tâm đó các bạn. Nên nó vừa xoay vừa rung như thế ha. Một cây khoan. Cái này thì thiếu đuôi chuột nha, thiếu đuôi chuột, nhưng mà cái này hoạt động tốt ạ. Xoay tay thì biết nó sử dụng hoạt động tốt rồi. Đầu của nó là đầu 6,5 ly thôi, 6,5 ly thôi, chỉnh áp ngay cò. Máy Japan nè, Nitto Konki. Một cái cây này cũng là đánh bass của Cuka các bạn, Cuka. Có chỉnh áp zin luôn ha, chỉnh áp zin đi kèm. Trớn rất là tốt rồi ha. Bạch đạn trớn tốt. Một cái cây cũng dạng cắt gạch các bạn, cắt gạch. Nhưng mà được cải tạo lại để dùng làm máy mài các bạn, dùng làm máy mài cò bóp nha. Cò bóp. Nó là giá không thể nào tốt hơn được. Một cái cây mài góc các bạn, và tích hợp cái lưỡi cắt và một cái cử, không xài cái này bỏ cử ra, chúng ta có cái cây mài góc cầm tay rất là nhỏ gọn và sử dụng đá 1 tấc của Nitto Konki nha. Ha, cây này bình thường không, cái body này không bán có được 500-600 ngàn này các bạn. Sống mà ha, hàng sống mà. Ok. Đây. Tua con này là 13 cho tới 15.000 vòng 1 phút không các bạn. Ha. 13 cho 15.000 vòng, và họ chế cái cử này dùng để cắt gỗ nè, cắt alu, cắt mica rồi đó, nó có cái cử chúng ta đưa vào nó cắt. Đây, đưa vào đảnh cắt. Không xài bỏ cái cử này đi là nó là cái máy cắt bình thường. Tổng cộng ở đây chúng ta có 8 sản phẩm các bạn. 2 3 4 5 6 7 8, tổng cộng là 8 cái sản phẩm đều hoạt động tốt nha. Và giá chỉ có 2.600.000. Không thể ở đâu rẻ hơn được. Không thể có rẻ hơn được rồi nha. Đây. Dán cái giá ngoài giờ dán thêm cái giá trong nữa ha. 2.600.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Nha, hàng thanh lý không bao gồm phí vận chuyển. Và đây cũng là sản phẩm sau cùng của video giao lưu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Minhtq Tools. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Lock the door and turn the lights down low, and put some music on that's soft and slow. And baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ever love nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man.